Ngoại tình là điều không ai muốn và là cụm từ đáng sợ nhất trong hôn nhân, nhất là với những người phụ nữ yêu thương và lo lắng cho chồng con mình hết mực, như câu chuyện đang được nhiều thành viên mạng xôn xao và chia sẻ ngày hôm nay. Cụ thể, cặp vợ chồng đã cưới và có con với nhau, mọi thủ tục pháp lý đều đã đầy đủ. Mọi chuyện bắt đầu khi chồng chuyển đến làm ở một công ty mới. Tại đây, anh ta ngoại tình với đồng nghiệp nữ khi cô gái đã có bầu 6 tháng. Đôi tình nhân quyết định làm đám cưới, người chồng đã viết đơn ly hôn và ép vợ mình giải thoát cho cả hai. Trong đoạn tin nhắn qua lại giữa đôi bên do chính người vợ đăng tải lên mạng xã hội, ban đầu người chồng thành khẩn: "Anh xin lỗi em và các con, anh trót dại, giờ cô ấy đã có bầu rồi, anh mong em hiểu cho nỗi khổ của anh." Chưa dừng lại ở đó, khi người vợ hỏi về việc con cái tính thế nào sau ly hôn, người chồng thẳng thừng: "Con cô tự nuôi." Quá bức xúc trước thái độ ngang ngược của người chồng từng đầu gối tay ấp, người vợ cho biết sẽ không ký vào đơn ly hôn nữa. Đáng chú ý, chính tình nhân của người chồng đã cũng trực tiếp nhắn tin cho cô vợ, yêu cầu buông tha cho chồng sắp cưới của mình. Câu chuyện về người chồng bội bạc này nhanh chóng nhận về nhiều sự chú ý. Nhiều thành viên mạng ngán ngẩm trước cách cư xử tệ hại của người chồng, đồng thời khuyên người vợ nên dứt khoát ly hôn. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện trên? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé!